5 cách làm mồi câu rô đồng mà ai áp dụng cũng lên được cá. 1. Đơn giản nhất là mồi giun, cái này thì ai cũng biết. 2. Là tôm nhỏ, đi bắt ở hồ hoặc mua. Cách làm là để qua đêm hoặc để từ sáng đến chiều cho có mùi rồi mang đi câu. Cách này dễ làm dễ kiếm mà lại hiệu quả cao. 3. Nhọng ong, cho xăm xấp nước và vài hạt muối, đun cho cạn nước, khi câu thì cắt đôi. Câu cá loại này là hết sảy. 4. Cám với cơm nguội giã nát để khoảng 12 tiếng cho có mùi chua, làm mềm như bánh khúc là tốt nhất. 5. Là trứng kiến vàng, dựa theo tập tính của cá rô rất thích đi ăn sau cơn mưa, và những cơn mưa sẽ mang theo trứng kiến xuống nước nên cá rô ăn rất nhiều dẫn đến